Chào các bạn và anh em nhá. Anh em chúng em mới đập hộp xong cái dòng loa full C12 để chuẩn bị lên bộ cấu hình ghép cho chú Cường ở Quảng Ninh. Chú Cường thì chú có nhờ anh em chúng em ghép cho chú một bộ dàn để chú có thể hát karaoke ở trong cái không gian 30m² của gia đình nhà mình. Và đặc biệt với cái dòng loa full này thì nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu hát karaoke, xem phim, nghe nhạc hay là những cái giải trí trong quá trình mà chú sử dụng. Và với dòng loa full C12 này thì các anh em rất là quen thuộc rồi, với cái thiết kế rất là nam tính, mạnh mẽ, cứng cáp chắc chắn, với cái lớp sơn làm bằng nó như những cái hạt nhựa, nó sẽ chống được cái bụi bẩn, trầy xước và chống ẩm mốc trong quá trình mà chú sử dụng. Mà đằng trước thì có tấm mây căng rất là kiên cố, là chắc chắn này. Đây, ở đây là tem logo chính hãng Trung Quốc này. Sâu bên trong nó có một cái lớp mút xốp để tiêu âm, nó sẽ cho âm thanh nó được trong trẻo, nó được hay hơn và nó sẽ được phóng ra xa hơn khi mà chú sử dụng dòng loa full này. Và hiện tại thì anh em chúng em đang ghép cho chú đấy là một cục đẩy vang 7DC này, một cục đẩy vang mà tích hợp tất cả những công nghệ trong một, như lưng tiếng, vang số, giải mã, đầu lọc USB, Bluetooth, đó rất là nhiều các cổng để chú có thể link cái tín hiệu nhạc vào. Và khi mà chú sử dụng thì chỉ việc bật công tắc và xoay tinh chỉnh ba phím âm lượng chính ở đây, đó là Music Volume, Echo Level hay là Mix Volume. Và ở cái giải chỉnh ở dưới này thì anh em cho em đã chỉnh sẵn cho chú rồi, chú về chỉ việc bật lên là nghe nhạc, xem phim thôi. Và anh em cho em đang ghép thêm cho chú ra một chiếc lưng tiếng CB900, một chiếc lưng tiếng mà có thể tăng được cái giải bass, giải trung, giải chép lên rất là cao, nghe tiếng sẽ tươi sáng hơn, nó sẽ được lưng tông nghe rất là sướng tai. Và một mic VK3-1 có cái chân mic hát rất là tuyệt vời. Rồi em sẽ thử. Lần 1 2 5 6 6 7. Đó, ở chân mic cho ra cái tiếng hát rất là dày trong quá trình mà chú hát karaoke cùng với cả gia đình nhà mình. Và đây là một chiếc sub leader mà anh em cho em ghép cho chú để tăng cái giải bass. Cái giải bass nó sẽ dày hơn, nó sẽ được ấm hơn. Và khi chơi những cái bản nhạc mạnh, có nhiều cái tiếng bass hay là hát karaoke thì chúng ta có một chiếc loa sub thì nó sẽ cho ra cái tiếng hát nó sẽ dày, nó ấm hơn. Và cái giải bass, đây là bass 30 ở trên dòng loa sub leader công suất 500W này, thiết kế cũng rất là đẹp và sang trọng. Khi đặt trong cái không gian gia đình nhà mình thì sẽ cho ra một cái chất âm chúng ta nghe rất là tuyệt vời, nghe sẽ rất là chắc, gọn, lực và nó không có đuôi. Với những cái dòng loa sub này thì nghe rất là ấm. Thì bây giờ anh em chúng em sẽ mời các bác và anh em đi thưởng thức ngay cái bộ dàn loa karaoke full C12 của chú Cường Quảng Linh. Và rất cảm ơn chú đã tin tưởng cũng là ủng hộ sản phẩm của Hoàng Long. Và các bác anh em nếu đang có nhu cầu mua cho gia đình nhà mình những cái bộ dàn loa như của chú Cường thì có thể liên hệ về bên em qua hai số live xem màn hình hoặc để lại số điện thoại thì bên em sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bác và anh em nhé.